Hello, xin chào mọi người. Mình là My và mình đang là du học sinh tại Tây Ban Nha. Thì trong thời gian gần đây thì mình có tham gia vào một group trên Facebook tên là Board Game Việt Nam. Và bản thân mình ở bên này thì mình đã chơi một số board game với người bản xứ và mình rất là muốn khám phá thêm nhiều board game mới. Thì đó là lý do tại sao mình làm video hôm nay, để giao lưu và chia sẻ với mọi người những board game mà mình đã chơi và đang tập chơi. Và mình muốn làm một số video để mà review và hướng dẫn cách chơi cho mọi người. Thì mong mọi người ủng hộ, like và subscribe kênh của mình để đón nhận nhiều video mới của mình nha. Tạm biệt mọi người. Hello, lại là mình đây. Và tựa game hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là Isnim và Snim. Thì đây là một trong những tựa game mà mình rất là thích và mình đã chơi rất là nhiều lần rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chơi. Thứ nhất là tựa game Isnim gồm là những lá bài như thế này, từ 1 cho tới 100. Và nó sẽ có 5 loại. Loại Isnim trên card. Thứ nhất là 1 Nim, 2 Nim, 3 Nim, 5 Nim và 7 Nim. Thì những cái số Nim này nó sẽ tính về cái số điểm trừ của khi mà kết thúc trò chơi. Thì luật chơi là các bạn thu thập càng ít số điểm trừ thì sẽ là người chiến thắng. Và nếu các bạn thắng và không có số điểm trừ nào thì coi như là bạn thắng vòng chơi đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ set up và sẽ hướng dẫn cụ thể cách chơi. Ok, đây là set up của trò chơi nha bạn, nha các bạn. Thì luật chơi của trò chơi này thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì mỗi người sẽ có 8 lá bài. Và tất nhiên là mọi người sẽ không cho đối phương biết lá bài của mình có gì rồi. Và luật chơi là tụi mình sẽ kiểu như là complete cái dãy này. Và ở hàng này thì khi nào mà mình sẽ chọn những lá bài kiểu như là nối tiếp nhau của cái dãy này cũng như tất cả cái dãy này luôn, thì ở dãy này thì khi mà các bạn đủ tới lá thứ 3 thì bạn sẽ phải lấy 2 cái lá còn lại để bắt đầu một cái row mới. Và ở dãy này thì 4 lá thì các bạn sẽ phải lấy 3 lá còn lại để bắt đầu một cái row mới. Và ở dãy này thì 5. Thì bắt đầu thì mình sẽ lựa ra một lá. Và bên kia cũng vậy. Thì bây giờ mình chơi một mình nên là mình sẽ bóc bên kia là ngẫu nhiên nha. Thì bây giờ mình thấy là mình dãy này 18 thì mình đã muốn nối tiếp cái dãy này nên mình sẽ lựa chọn thẻ 20. Mình sẽ up xuống thế này. Và ở bên thẻ bên này thì họ cũng sẽ lựa chọn theo cái row mà họ muốn tiếp tục. Thì bây giờ mình sẽ có phép ngẫu nhiên một số. Thì hai bên sẽ lật nhau cùng một lúc. Và mình là cái số nhỏ hơn số của bạn kế tiếp nên là mình sẽ là người đi trước. Mình sẽ lập vào dãy này và bạn này sẽ nối tiếp vào cái dãy này. Thì lần thứ hai, row thứ hai thì mình sẽ muốn nối tiếp cái dãy này nên mình sẽ chọn số bằng theo bài số 36 và bạn này cũng sẽ bốc ngẫu nhiên rồi ha. Thì hai người cùng lật lên. Thì bạn này là số 14 nên là bạn này sẽ đi trước
Và hiện tại thì bạn này không thể tiếp tục bất kỳ một cái giải. Thì bạn này là giải số 14 và bạn không thể nối tiếp bất kỳ một cái role nào ở trong này hết. Thì bạn quyết định là chắc là phải quyết định là lấy bất kỳ một trong ba giải để mà thu thập vào cái thẻ bài của bạn. Thì theo mình thì mình sẽ lấy cái thẻ này, tại vì cái thẻ này rất là ít cái số ít niềm, và cái số này cũng số 32 cũng không phải là một cái số quá lớn. Thì mình sẽ lấy thẻ số 32, mình sẽ đặt vào bên này và mình sẽ đặt giải 14 vào phía này. Và các bạn nhớ là nếu mà các bạn lấy một lá bài thì các bạn nhất định phải đặt, khi mà các bạn đã dọn một row thế này thì các bạn phải đặt một lá bài bất kỳ từ các bạn chọn vào giải X này. Và ví dụ như nếu mà mình lấy cái giải này thì mình sẽ đặt một cái lá bài là số 18 vào bên này, và mình sẽ lấy số 20 vào bên này. Nhưng ở lựa chọn này thì mình sẽ lấy cái giải ít cái lá bài hơn, thì mình sẽ lấy số 32 ở bên này. Và tiếp theo là lựa của mình thì mình sẽ vẫn cứ tiếp tục nối tiếp cái hàng này thôi. Đó, và row thứ 3. Thì row thứ 3 thì mình sẽ quyết định là mình vẫn nối tiếp dãy này, nên mình sẽ lựa chọn số 45. Và bạn này, mình sẽ lấy một thẻ của bạn này. Thì bạn này là số 70. Thì mình là người đi trước thì mình sẽ lấy số 45 ở bên này. Và bạn 70 thì có tiếp tục bên này. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là đủ 5 thẻ lá bài trong một cái row số 5. Thì bạn này sẽ là người lấy cái số này. Bây giờ cái row này đem back là một row mới. Và bạn ấy sẽ bắt buộc phải lấy một thẻ bài nối tiếp cái số thứ tự. Ví dụ số 32 thì các bạn chỉ lấy được thẻ số 36 hoặc số 45, chứ bạn không thể lấy được thẻ này để mà nối tiếp. Thì bây giờ mình thay thẻ này thì các bạn sẽ thu thập lại. Và bây giờ mình sẽ lấy cái số 36 để mà không phải có một khoảng cách quá lớn. Đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu row mới. Thì mình sẽ vẫn muốn nối tiếp số 70 thôi, nên là mình sẽ lấy số 91 đi. Nhưng mà số 91 thì nó sẽ nối tiếp số 78, chứ nó sẽ không nối tiếp số 70. Vì thế thì mình sẽ quyết định là mình sẽ dọn hàng này, nên mình sẽ lấy số 3. Và hàng này thì mình sẽ lấy một số bất kỳ ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ lật lên nè. Thì mình là số 3 nên là mình sẽ đi trước. Và mình quyết định mình sẽ dọn cái hàng này. Và mình sẽ lấy số 14 ở dưới này và cái hàng X của mình. Và mình để số 3 ở đây. Thì bạn này số 50 thì bạn sẽ nối tiếp số 3 thôi ha. Thì bây giờ mình không có nhiều sự lựa chọn, thì mình sẽ quyết định là mình không có nhiều sự lựa chọn, bởi vì là mình bắt buộc phải tiếp tục cái số hàng số 78, trừ khi cái người đối diện của mình đưa ra lá bài lớn hơn những cái lá bài mà mình hiện có. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn số lá bài 91 đi. Thì bây giờ mình sẽ bóc lá bài của bạn bên cạnh. Thì bây giờ hai người cùng lật lên cùng một lúc thì mình
Thì bạn bên cạnh, may quá thì là bạn bên cạnh là số 90 nên bạn ấy sẽ là người đi đầu tiên. Thì đương nhiên bạn ấy không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy cái hàng bên này thôi. Đó, thì mình là một người rất là may mắn tại vì mình lại được tiếp tục cái hàng này và không phải lấy bất kỳ một lá bài nào về bên mình cả. Và rồi tiếp theo thì mình vẫn sẽ tiếp tục cái hàng. Bây giờ mình may mắn, không thể may mắn mãi được, thì mình phải tiếp tục cái hàng của mình thôi. Thì mình sẽ lấy số 96 và bóc một số bất kỳ của bạn bên này. Ok, hai người cùng lọt lên. Thì bạn này số 29 và bạn này sẽ phải đi trước. Thì bạn này là số 29. Thì bạn không thể tiếp tục bất kỳ hàng nào nên là bạn ấy phải phải chọn một hàng để mà lấy. Thì mình sẽ chọn giúp bạn ấy là mình sẽ chọn hàng này. Tại vì hàng này là không có nhiều số ít niềm, không có nhiều số niềm này, và nó tiếp tục với cái rô của bạn ấy này. Đó, tiếp tục cái rô của bạn ấy. Và mình ván này thì mình bắt buộc phải lấy, tại vì mình đã đủ ba thẻ rồi. Thì mình sẽ để cái số mình sẽ lựa chọn là mình sẽ đặt cái số có ít số niềm nhất. Các bạn nên nhớ là cái số trên tay mình là sẽ là cái số âm khi mà các bạn kết thúc ván. Các bạn kết thúc ván khi các bạn không kết thúc cái lá bài cuối cùng trên tay. Một trong hai người kết thúc một lá bài cuối cùng trong tay và người còn lại là cái số ít niềm trên tay sẽ là cái số âm. Và một cái số âm khác nữa là một cái số âm ở phía bên này. Và từ từ mình sẽ giải thích sau. Ok, mình sẽ tiếp tục roll mới. Thì bây giờ mình chỉ có thể tiếp tục cái hàng số ít hàng của mình thôi. Nhưng mà để giới thiệu cho các bạn về cái số ít niềm bên này, thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ lấy cái này. Mình có thể dọn cái row này. Ok, và mình sẽ chọn một số bất kỳ bên này luôn. Thì hai người cùng lọc lên nè. Rồi, mình không có bóng tay nên là và bây giờ thì bạn này là phải đi trước và bạn ấy chỉ có thể tiếp tục hàng này và mình thì tiếp tục hàng này. Và như các bạn đã thấy là bây giờ là mình sẽ phải dọn cái số này, cái hàng số 4 này, tại vì hàng này là đủ 4 khách. Ok, và mình phải dọn cái rô này. Và bây giờ các bạn thấy là cái số rô mà mình cái số khác mà mình đã dọn thì không có khác nào có thể tiếp tục được với cái rô của mình. Chính vì thế mình phải lấy cái số khác mà mình đang có ở hàng ít và để sang bên này. Và mình sẽ tiếp tục cái rô của mình. Thì cái số khác ở ở bên tay 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 trái của hàng ít thì sẽ là cái số điểm âm của mình. Và số điểm âm này sẽ tính như sau, là sẽ tính tổng các số trên card và nhân cho 2. Thì hiện tại bây giờ là mình đang có 2x, thì cái số điểm âm của mình sẽ là 2 nhân 2 là 4. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục rồi mới. Thì các bạn thấy là bây giờ là các bạn đối diện của mình là không thể tiếp tục bất kỳ hàng nào bên này. Và bạn ấy buộc phải lấy bất kỳ, phải chọn một trong ba hàng để lấy. Thì và một điều đặc biệt là bạn ấy không thể tiếp tục
cái hàng X của bạn ấy nữa, tại vì là 20 và 90 là đều nhỏ hơn 96. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy lấy một hàng là hàng số 3 đi. Tại vì số 20, hai bên này cùng số X niệm như nhau. Và số 20 thì nhỏ hơn số 90, mình có thể tiếp tục một cái hàng nữa. Và tất nhiên mình sẽ lấy hết toàn bộ cái hàng X của bạn ấy và để sang bên này, bên âm này, và tiếp tục bắt đầu một hàng mới của hàng X của bạn ấy và bên này. Và mình thì tiếp tục cái hàng của mình thôi. Và đây là cái khạc cuối của mình. Và bạn đối diện vẫn còn hai khạc. Thì bây giờ mình lấy khạc cuối của mình và bất kỳ một. Ok, hai bên cùng lọc. Và bạn ấy số 73 nên bạn ấy phải là người đi trước, thì bạn ấy sẽ không thể tiếp tục hàng này, không thể tiếp tục hàng này, bạn chỉ tiếp tục hàng này thôi. Và mình thì tiếp tục hàng số 4 này và kết thúc game luôn. Và bây giờ mình sẽ tính cái số điểm trừ của mỗi người. Thì mình hiện tại đang có 2 điểm bên này và nhân 2 lên là 4 điểm trừ. Và bạn đối diện bạn chơi của mình thì cái khạc này là trên tay của bạn đó nha. Thì là 2 cái khạc trên tay thì các bạn không nhân 2 và chỉ nhân 2 những cái khạc ở bên phía này thôi. Thì hiện tại bạn ấy có 2 khạc, có 2 điểm trừ X name. Và bên này thì mình sẽ tính nè. Thôi rất là nhiều nha. 1 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8. 8 x 2 là 16. Và cộng với 2 khác này nữa thì là 17, 18. Thì mình có 10, có 4 điểm trừ. Và bạn này có 18 điểm trừ. Và là ván này là mình đã win rồi. Thì đó là luật chơi của Xname. Nếu các bạn thấy thích và thích cái chơi này thì các bạn nhớ like và share và ủng hộ và cho mình cái comment bên dưới nha. Tạm biệt các bạn và hẹn lại các bạn với những video tiếp theo. Và là mình sẽ hy vọng mình sẽ có thể làm sớm. Chào tất cả mọi người, mình là My và mình đang là du học sinh tại Tây Ban Nha. Thì thời gian gần đây thì mình có tham gia một group trên mạng tên gọi là Board Game Việt Nam. Và mình khám phá ra là có rất là nhiều người chung sở thích với mình. Nên thôi.